chào quý anh chị và các bạn. Đáp ứng theo yêu cầu của một số bạn thì hôm nay mình sẽ làm một clip để phân biệt gồng đỏ Indo và gồng đỏ Thái, đồng thời thì so sánh vẻ đẹp của hai giống này luôn nha. Và ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn hai cái hồ sơ này các bạn. Thế. Và ở đây thì mình có một cái bầy gồng đỏ Indo ghi bông nha các bạn, size còn khá là tơ, thì mấy con mái nó chưa tượng bụng, bụng chưa căng mấy, size này chưa đẻ đâu. Nhưng mà những cái con trống các bạn, con trống như vậy là nó lên full rồi đó nha, nó lên đạt chuẩn rồi, cho nên mình sẽ bắt so sánh thì nó sẽ dễ hơn. Đây nè, à, nước khá là trong cho nên nó dạ quá ta. Ok, thì mình sẽ vớt nó lên hồ sơ nha. À, gồng đỏ Thái thì mình nuôi bây giờ chủ yếu là sọt và ghen sọt thôi các bạn. Đây là hồ gồng đỏ Thái giống của mình. Mình cũng sẽ vớt những cái con ghi bông để so sánh cho nó hợp lý hơn. Và đây mọi người, đây là hai cặp gồng đỏ Indo. Và đây là một cặp gồng đỏ Thái. 6 cặp này đều là ghi bông hết nha. Đấy, mình cho mọi người xem đây. Coi gồng đỏ Indo trước nha. Thì nếu các bạn giờ mở cái mặt kiến xô ngang như thế này thì các bạn sẽ thấy những cái con gồng đỏ Indo á trên cái thân hình á, nó giống như là sâm vậy đó, nó những con trống đó nha, nó quằn quện, à, thấy không? Và cái độ đỏ của nó các bạn rất là đậm, đậm gần như là bọt đô, tay bơi của nó là rất là đen. Về những cái con mái các bạn nhìn cái ghi trên đó kìa, à, và cái đuôi của con mái gồng đỏ Indo nha, nó đen và đỏ. Nó diện đỏ ngoài và nó đen. Còn cái con gồng đỏ Thái này các bạn, đấy, nó con trống nó thiên về cái mảng ánh bạc, bạch kim hơn. Và cái con trống gồng đỏ Thái á, thì nó khi mà nó lớn đủ size thì nó sẽ full mình. Còn con mái gồng đỏ Thái á, thì nó sẽ có một cái tia màu vàng. Đây, và tai bơi của cái con gồng đỏ Thái thì nó không đạt bằng tai bơi của những cái con gồng đỏ Indo nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ dòm từ trên dòm xuống. Con gồng đỏ trống Indo các bạn, khi mà nó lớn full nha, nó đạt chuẩn luôn á, thì nó vẫn không full mình. Giỏi lắm thì nó có những cái chấm bi rải đều trên thân thôi. Đấy. Còn cái con gồng đỏ Thái thì nó sẽ full mình. Và cái độ lấp dãy của gồng đỏ Thái các bạn, thì nó lấp dãy từ hai bên nè, vô chừa lại cái rãnh giữa. Nó giống như con Dumbo cái tai. Cái độ lấp vẫy của cái con gồng đỏ Indo thì nó ngược lại. Nó sẽ đi từ cái mảng đuôi, đi từ mảng đuôi chấm 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 dần lên tới trên đầu. Nhưng mà trên thực tế là nó không có full, không bao giờ full cái ánh kim tuyến hết mình hết. Ở cái size này là size chuẩn rồi. Đấy. Đối với nhiều người họ mới biết chơi thì họ thấy rằng cái con gồng đỏ Thái này nó sẽ đẹp hơn bởi vì cái độ full mình của nó. Nhưng mà nếu mà chúng ta quan sát kỹ á, thì chúng ta sẽ thấy cái con gồng đỏ Indo á, con trống á, cái tai bơi nó rất là đẹp, nó ánh lên cái màu xanh và màu đen. Và cùng một độ tuổi á, thì cái độ phủ mà vây đuôi và vây lưng của nó dài hơn, cái đuôi nó hắc muôn hơn so với cái con gồng đỏ Thái. À, mình xa cho mọi người coi.
Tuổi này nó khá là nhoi à. Mà mình thích cái mảng xăm mình của đám gồng đỏ Indo này nhất. Nó dần dện luôn các bạn. Nó dần dện đều từ cái phần đuôi lắp lắp dần lên tới trên luôn. À, đấy, quay cận cho mọi người xem nè. Đã chưa? Cái dòng này mà các bạn nuôi trong hồ kiến thì rất là đẹp. Rồi tới các bạn nhìn nhìn cái ghi của con trống gồng đỏ Indo nha. À, nhìn đi. Và bây giờ mình sẽ quay qua cái ghi của con trống gồng đỏ Thái. Các bạn thấy có gì khác không? Cái đám ghi bên đây nó trắng và có nhiều cái mảng đen hơn. Còn bên đây cái ghi bông của nó thiên về cái ánh bạc bạch kim á các bạn. Cái giống gồng đỏ Indo này các bạn, khi mà thời gian đầu á nó mới có trên thị trường á rất là hot luôn. Tuy nhiên là sau một cái thời gian á, nhiều người không thích là bởi vì nó không có phun mình. Nhưng mà thật sự nếu các bạn chịu chơi cá thì các bạn sẽ thấy là những con cá nó có những dòng cá nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó. Và cái độ gần gũi. Nói chung là xăm mình chắc á các bạn, thì mình thấy là gồng đỏ Indo coi rất là đã nha. Nuôi hồ kiến rất là đã. Thì sau này nhiều người bỏ dòng rồi, nhưng mà mình nghĩ là sau này mình sẽ duy trì được cái dòng gồng đỏ Indo này lại. Nuôi gồng đỏ thì nó ít khi nào mà nó bị nhiễm ra đất nai, nhưng mà các bạn khi mà các bạn nuôi gồng tím đó, thì sẽ có nha. Gồng tím và sần xanh sẽ có, cho nên là sau này mình sẽ tập trung vào mình lưu giữ lại cái dòng gồng đỏ. Bên đây là dòng đỏ ghen sọt. Đấy, những cái con bố mẹ nó sọt còn đẹp nữa. Cái này là ghen sọt thôi. Đối với con gồng đỏ Thái các bạn nhìn con mái, cái bộ tia ở phần đuôi của nó rất là vàng, vàng ánh lên luôn. Còn bộ tia của những cái con mái gồng đỏ Indo thì nó ngã sang đen nhiều hơn. Ồ, để mình tắt lát coi. Đây các bạn, mình vừa tắt lát nè. Đấy, các bạn nhìn những con mái đi. Nó thiên về cái mảng đen nhiều hơn. Hai cái dòng gồng đỏ này đều là cái giống mắt đen hết, cho nên là rất là dễ nuôi. Cái giống gồng đỏ Indo này nè, nó cũng dễ nuôi chứ không hề khó nuôi tí nào các bạn. Mình đang quan sát con trống nè. Mọi người thấy đẹp chưa? Bây giờ mình ghé qua quan sát cặp gồng đỏ Thái. Rồi, bây giờ thì mình sẽ kết luận nha. Theo mình á, thì đám gồng đỏ Indo này nè, vẻ đẹp của nó đẩy mạnh về cái mảng hoa văn ở hai bên mình các bạn. Còn cái đám gồng đỏ Thái này thì cái điểm mạnh của nó đó là bộ vảy bạch kim lấp lánh. Nếu như quý anh chị và các bạn nào thích chơi hồ kiến thì có thể tậu những cái con gồng đỏ Indo này đó, bơi mà dưới ánh sáng đèn dạ xuống ha, lấp lánh khá là đẹp luôn. Còn cái đám này là nuôi hồ sen, hồ súng, những cây thủy sinh mà các bạn dòm từ trên dòm xuống á. Đây, mình thử dòm xuống đây. Đó. Thì sẽ đẹp hơn nhiều. Về cái giá trị của gồng đỏ Thái và gồng đỏ Indo các bạn thì ở đây mình xe cũng giá ngang nhau thôi.
Đấy, hy vọng là sau clip này thì quý anh chị và các bạn có đi mua cá ở ngoài thì các bạn có thể nhìn và phân biệt được con nào là gồng đỏ Thái và gồng đỏ Indo để không bị lầm lẫn. Đấy, những cái con gồng đỏ Thái này các bạn thì khi mà nó còn nhỏ, nó chưa full full dãy á, thì cũng có thể dễ lầm lẫn với gồng đỏ Indo lắm. Nhưng mà các bạn nhìn cái mảng bên hông của nó thì các bạn sẽ thấy những cái hoa văn, những cái hoa văn thì chúng ta sẽ phân biệt ở những cái hoa văn đó và chúng ta xác định là gồng đỏ Thái hay là gồng đỏ Indo nha. Rồi, mình xin kết thúc video này tại đây. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã xem video này và xin hẹn gặp lại mọi người ở video kỳ sau. Bye bye.